Chào mừng quý khán giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình sẽ giới thiệu lại cho anh em về cái con máy khoan 3 chức năng của hãng DCA. Hiện tại giá rất là đáng mua, em chỉ có 1.240.000 thôi. Thì trước giờ mình giới thiệu cho anh em những cái dòng máy khoan 3 chức năng nào là của Hanbo, của Inco, của Total ha. Nhưng mà cái dòng DCA này lúc trước giá rất là mắc, hay 1.400.000 mấy anh em, ha, gần 1.500.000 á. Nhưng mà mình nhớ là 1.400.000, 1.470.000 á, ngày nay nó giảm xuống chỉ còn có 1.240.000 thôi. Với cái mức giá này thì thực sự mà nó rất đáng để mua anh em á. Thì nói về cái chất lượng của hãng DSA thì tất nhiên nó sẽ hơn Inco Total và hơn cả hơn Hanbo là chuyện đương nhiên anh em á. Nhưng mà trong cái bộ cái máy của hãng DSA thì nó chỉ có trang bị máy chúng ta thôi, nó không có những cái phụ kiện như cái đầu chuyển hoặc là những mũi khoan, những cái mũi đục như những cái hãng khác anh em á. Thì cái dòng này nó có cái mã là AZC05-26B, công suất là 720W. Tốc độ quay của nó từ 0 đến 1.200, cái mũi khoan tối đa của nó là 26 mm, trọng lượng nặng gần 3 kg anh em nha. Đựng trong hộp nhựa của DSA rất là đẹp, cái hộp nhựa DSA nó cứng hơn rất là nhiều lần so với những cái hộp nhựa của Inco Total anh em á. Đó, mình chỉ so sánh những cái hãng mình đang bán thôi, mình biết mình nói cho anh em á. Đó, không ngại ở trường hợp mà anh em quay mua DSA anh em không mua kia thì chuyện nó bình thường thôi, nào sao mà nói vậy ha. Cái dòng này thì nó trang bị chúng ta chỉ có một cái chỗ thang dự phòng nè ha, và một cái cử anh em á, cử để khoan tới đầu á, nó trang bị rất là tối thiểu luôn, không có gì hết á. Và cái máy thôi à, xét nghiệm sử dụng và thẻ bảo hành này thì nó bảo hành chúng ta được 6 tháng nha. Thì mình coi cái lực đập của con DSA này nó bao nhiêu g, ở ngoài thông số kỹ thuật thì nó không có. Cái con này nó ghi là khoan tường 26 mm, khoan gỗ được 13 mm, khoan sắt được khoan gỗ được 30 mm, khoan sắt được 13 mm. Trong đây nó có không nói lực đập bao nhiêu g hết anh em. Mà thông thường cái con này tầm khoảng từ gần 3 g á ha. Có đó chứ nó không có, nó không ở dưới nè. Ok. Thì về những cái dòng DSA này mình bán cũng khá là chạy ha. Khá là chạy luôn. Trước giờ mình bán nhiều khá là chạy ha. Cái này giới thiệu lại để cho anh em coi có nhu cầu nào thì mình có thể mình mua. Về cái giá nó thì hiện tại đang rất là tốt. Đây. Anh em thấy cái dòng DSA này ha. Về mẫu mã thiết kế làm rất là đẹp nha, mà chỉ có cái màu sắc màu xanh này thì nó không được nổi như những cái ông kia thôi. Đầu gà SDS anh em ơi. Bộ thì nó sẽ không có mũi khoan mũi đục hết á. Anh em mua về thì mình sẽ trang bị thêm mũi khoan mũi đục ha. Đó, công tắc đảo chiều ở đây anh em ơi. Thì rất là nhiều anh em thích cái dòng DSA này ha. Cũng giống Vinco tội cho anh em á, nhiều anh em đã xài qua những dòng nào mình thích cái thương hiệu đó thì mình mua thôi ha. Anh em để ý khi mà ở cái một cái cơ chế mà nó nằm ở chế độ ra là cái nó quay yếu lắm nha nha anh em nè, bình thường nha. Còn khi mà ở chế độ vào á, thì nó sẽ rất là mạnh. Ví dụ như anh em để một chế độ khoan nè, đó, khoan búa ở chế độ mà nó khoan vào rất là mạnh, nhưng mà khi mà ở chế độ mà lấy mũi ra thì nó quay chậm lắm. Thì nó cũng có thể là nó ở cái chế độ này để nó bảo vệ chúng ta, khi mà chúng ta lấy mũi khoan ra quay ngược á, nó không có bị giật ha, đó, không có giật thì nó không có giật mũi khoan ha, nó quay rất là chậm nha. Đó, anh em để ý ha. Cái chiều ra nè, chiều vào. Ồ, rất là mạnh nha. Đó, anh em nghe cái tiếng búa mà khi búa thôi nó cũng đã giọng mạnh hơn những cái dòng khác rồi. Đó, nó tiếng búa nha. Thì ba chức năng ở đây là đục nè, khoan đục và khoan anh em á. Đó, thực sự với con này nó đang giảm với một cái giá chỉ có 1.240.000 thì rất là rẻ, quá rẻ luôn. Là chúng ta có thể mua bỏ tiền thì ta mua những cái mũi khoan mũi đục theo ý của mình ha. Thông thường cái mũi mà nó đi cho theo thì nó sẽ không có xịn, như vậy anh em muốn mua xịn anh em có thể mua mũi đục của hãng Makita ha, mũi khoan của hãng Makita xài rất là xịn luôn. Cái mũi mà Nemesis ha, mũi của Đức ha, xài rất là ngon. Mũi đó hình như mình bán rất là nhiều luôn anh em. À, nó hơi mắc một chút ha. Như mũi đục của Makita một mũi là 140, hai mũi là 280, còn những cái mũi khoan mà xịn nó đó khoảng cỡ 85 95 khoảng trăm mười mấy, 6 8 10 ha. Đó, nó những cái dòng như vậy. Thì anh em mua thì mình xài, mình đi công trình mà anh em. Công trình thì mình trang bị như vậy cho nó ngon ha. Còn những cái mà đồ mà nó cho theo thông thường nó không có xịn ha. Đó. Đầu gài thì đầu gài SDS á, nó sẽ đi liền như thế này, nó không có tháo rời được ha. Anh em muốn khoan gỗ gì chúng ta sẽ mua đầu chuyển, ta chuyển sao nha.
Rồi ok, anh em có nhu cầu người mua cái con khoan này thì cứ liên hệ cửa hàng mình mua nha. Hàng đang có sẵn luôn, 1.240.000 thôi. Giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship nha. Con này thì mình không có khoan thử hay đục thử anh em, con này lúc trước có giới thiệu rồi. À, hôm nay chúng tôi nhắc lại cho anh em thôi. Nha. Anh em thấy cái thùng không đựng rất là đẹp luôn ha. Đâu ra đó ha. Cứng cáp đây ha, đẹp cực kỳ rồi. Ok, 1.240.000 cho con này. Anh em nhu cầu mua thì liên hệ xuống phần dưới, giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship nha. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.